Rồi, xin chào các bạn học sinh lớp 9. Cô lại tiếp tục ôn tập cho chúng ta một cái đề nữa để cho chúng ta ít bỡ ngỡ hơn nếu như chúng ta gặp bài kiểm tra ở trên lớp. Tuy nhiên thì cô cũng nhắc lại với các bạn là các bạn nhớ bám sát vào nội dung ôn tập của giáo viên ở trên lớp nha. Bởi vì những bạn sống ở khu vực Tây Nguyên, rồi những bạn sống ở khu vực Đồng Bằng, những bạn sống ở khu vực ven biển thì đương nhiên câu hỏi vận dụng hoặc là những câu nào nó sẽ có liên quan đến địa phương của mình thì giáo viên trên lớp sẽ nhấn mạnh cho chúng ta phần này để chúng ta có thể là chú ý một cách kỹ hơn. Bây giờ chúng ta tiến hành sang làm cho cô một cái đề nữa, thì phần đề này cũng tương tự như vậy, nó cũng có những cái câu phần trắc nghiệm và phần tự luận. Ở đây trắc nghiệm nó chiếm 3 điểm và chủ yếu là người ta đưa cho chúng ta đó là câu hỏi dạng khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng nhất. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu giải cái bài này nha. Phần A là trắc nghiệm, phần này chiếm 3 điểm, 6 câu như vậy mỗi câu có 0,5 điểm. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1. Cây có lớp bần dày vào mùa đông là do ảnh hưởng của nhân tố nào? Chúng ta biết là cái lớp cây là nó thuộc về động vật sinh vật biến nhiệt, mà sinh vật biến nhiệt thì đương nhiên là có nhiệt độ phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Nếu như vào mùa đông mà nhiệt độ môi trường xuống thấp thì nhiệt độ nó xuống thấp, trong cây nó xuống thấp, mà xuống thấp thì đương nhiên cái quá trình vận chuyển các chất nó diễn ra không có được thuận lợi, có thể là làm cho cây chết. Như vậy nó hình thành cái lớp bần này giúp nó cách nhiệt với môi trường bên ngoài. Như vậy cái nhân tố ảnh hưởng đến cái sự hình thành lớp bần này thì đó chính là nhiệt độ. Chúng ta khoanh tròn vào đây. Đấy, đáp án đúng. Chúng ta chuyển sang câu thứ hai. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh? Thì ở đây chúng ta nhớ là quan hệ cộng sinh đó là cái mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi. Ấu trùng trai bám trên da cá không có lợi, không có hại. Ấu trùng trai có lợi. Câu B, vi khuẩn trong đốt sần của cây họ đậu. Thì vi khuẩn thì đương nhiên là nó sẽ làm gì? Hút cái nitơ của khí trời chuyển thành đạm để cung cấp cho đậu. Ngược lại, đậu sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho vi khuẩn. Như đây, đây là thể hiện mối quan hệ cộng sinh. Chúng ta khoanh tròn vào câu B. Đây cô phân tích luôn nha. Địa y bám trên cành cây là mối quan hệ ký sinh này, bởi vì nó hút chất dinh dưỡng từ cành cây này. Cây tầm gửi sống bám trên cây hoa hồng thì đương nhiên cũng thể hiện mối quan hệ là ký sinh. Tiếp theo, câu số 3. Dùng vi khuẩn E. coli để sản xuất hormone insulin là ứng dụng của cái gì? Công nghệ gen, công nghệ tế bào, phương pháp chọn lọc cá thể hay phương pháp chọn lọc hàng loạt? Thì đương nhiên C và D chúng ta loại ra, bây giờ chỉ còn A và B. Thì ở đây chúng ta thấy là dùng vi khuẩn E. coli để sản xuất insulin bằng cách người ta đưa một cái đoạn gen mà có mã hóa sản xuất insulin này vào trong cái gen của vi khuẩn E. coli. Như vậy đây là phương pháp đó là sử dụng là công nghệ gen chứ không phải công nghệ tế bào nha. Tiếp theo câu số 4. Ví dụ nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật? Nhớ ở đây là người ta hỏi, có nhiều trường hợp người ta hỏi như vậy. Thay vì hỏi nó là một quần thể sinh vật thì người ta lại đặt câu hỏi là không phải là một quần thể sinh vật, thì các bạn cần phải hết sức lưu ý nha. Không phải là một quần thể sinh vật. Câu A, các cá thể cá trôi cùng sống ở một ao. Đấy, càng cùng loài nha. Các cá thể lúa trong một ruộng lúa. Các cá thể ốc bươu cùng sống trong một ao. Các cá thể cá trôi ở hai ao cạnh nhau. Đó, như vậy đây chúng ta thấy là quần thể làm tập hợp các cá thể cùng loài và cùng sống trong một khoảng không gian xác định. Như vậy ở đây không phải quần thể, là các cá thể cá trôi ở hai ao khác nhau. Câu số 5. Trong các loại tài nguyên sau thuộc loại tài nguyên tái sinh là? Chúng ta nhớ tài nguyên tái sinh là tài nguyên sau một thời gian sử dụng một cách hợp lý thì nó sẽ có khả năng phục hồi. Như vậy đây, dầu mỏ, tài nguyên khoáng sản là thuộc dạng tài nguyên gì? Không tái sinh. Năng lượng gió là thuộc tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Như vậy đây, tài nguyên tái sinh chính là tài nguyên đất, bởi vì tài nguyên đất mà nếu chúng ta sử dụng một cách hợp lý thì nó sẽ có khả năng phục hồi trở lại. Câu số 6. Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là? Câu A, chất thải rắn.
Câu B, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải. Câu C, khí biogas. D là nước thải sinh hoạt. Thì đương nhiên chúng ta thấy chất thải rắn thì đương nhiên là gây ra là ô nhiễm môi trường rồi, nhờ ô nhiễm môi trường do chất thải rắn. Khí biogas thì đương nhiên khí có lợi rồi, dùng để trong đun nấu rồi. Nước thải sinh hoạt thì gây ô nhiễm môi trường nước rồi. Và ô nhiễm không khí ở đây chính là gì đây? Khí thải từ hoạt động giao thông vận tải. Đấy. Như vậy là cô vừa giúp các bạn làm xong cái phần trắc nghiệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang làm để kiểm tra cái phần tự luận nha. Chúng ta chuyển sang cái phần tự luận nè. Phần tự luận ở đây là nó có 3 câu và điểm được chia đều ra. Câu thứ nhất là có 3 điểm, thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ, thì các bạn có thể lấy ví dụ ở địa phương của mình. Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật. Bây giờ chúng ta trả lời cái câu hỏi đầu tiên nha. Thứ nhất là khái niệm hệ sinh thái. Thì hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định, bao gồm quần xã và khu vực sống của quần xã, gọi chính là sinh cảnh. Và ví dụ thì các bạn có thể lấy một ví dụ gắn với địa phương của mình, ví dụ như một khu rừng, ví dụ như là rừng cái tên của địa phương của mình đó, cái rừng đó tên gì thì chúng ta đặt vào, hoặc là một cái ao đó tên gì thì chúng ta cũng đặt vào cái ao đó luôn, hoặc là hồ, ví dụ như là hồ Ba Bể này, hệ sinh thái hồ Ba Bể này, vân vân. Câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta viết 4 cái chuỗi thức ăn. Mà trong 4 cái chuỗi thức ăn này đó là các sinh vật có trong cái rừng nhiệt đới. Thì chúng ta biết rừng nhiệt đới thì các sinh vật vô cùng phong phú và đa dạng. Và người ta yêu cầu chúng ta mỗi chuỗi thức ăn phải có ít nhất là 4 sinh vật. Thì chúng ta bắt đầu viết đúng không? Thứ nhất là chúng ta có thể nêu ra này, cỏ này, sinh vật thứ nhất này. Tiếp theo đó là thỏ này, rồi cáo này, cuối cùng là vi sinh vật này. Đó, đủ 4 sinh vật nha. Số 2, chúng ta có cỏ này, chúng ta có chuột này, chúng ta có gì này, rắn này, và chúng ta có vi sinh vật này nha. Thứ 3, chúng ta có cỏ này, chúng ta có sâu ăn lá này, chúng ta có chim ăn sâu này, và chúng ta có vi sinh vật. Thứ tư, chúng ta có cỏ này, chúng ta có dê này, chúng ta có hổ này, và chúng ta có vi sinh vật. Như vậy đa số các cái loài này nó đều sống ở rừng nhiệt đới. Vậy các bạn lưu ý là phải đủ này, sinh vật sản xuất này, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, và cuối cùng là vi sinh vật phân giải. Đúng 4 thành phần này thì chúng ta mới được điểm. Còn cái chuỗi thức ăn nào mà các bạn viết thiếu thì đương nhiên giáo viên sẽ bỏ qua cái phần đó và chúng ta không được điểm cái phần đó. Tiếp theo là bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu số 2. Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống. Rồi, như vậy thì cái phần này chủ yếu là chúng ta sẽ liên hệ với thực tế địa phương để chúng ta nêu ra, nhưng phần lớn cái nguyên nhân là đều giống nhau hết đó các em. Thì đương nhiên là cái môi trường địa phương của chúng ta thì đang bị ô nhiễm. Như vậy thì nguyên nhân vì đâu ô nhiễm thì có rất là nhiều nguyên nhân, mà ở địa phương mình có nguyên nhân nào thì chúng ta cứ nêu ra. Như là nguồn nước bị bẩn do rác thải này, nước thải sinh hoạt hàng ngày của con người chúng ta thải ra này. Thứ hai đó là đất bị ô nhiễm do sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong trọt. Ví dụ trong trồng trọt chúng ta sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật thì đương nhiên là đất sẽ bị ô nhiễm. Rồi nước thải trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí vân vân. Hoặc là địa phương của mình có các nhà máy thì nó thải ra nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường không khí vân vân. Thì chúng ta tự nêu ra. Chúng ta có thể đề ra một số cái biện pháp để hạn chế ô nhiễm như là xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi trước khi đổ ra môi trường. Chúng ta phân loại vứt rác đúng nơi quy định. Và quan trọng nhất đó là chúng ta tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm của người dân trong cái công tác bảo vệ môi trường sống chung. Thì tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chúng ta sẽ tác động từ từ bằng cách tuyên truyền, bằng cách vẽ tranh biếm họa v.v. Các bạn có thể nêu ra các biện pháp đó và là ok. Tiếp theo là cái câu hỏi cuối cùng trong phần này. Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật.
Như vậy cái phần này nó nằm ở trong bài 59, nó khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã đúng không? Thì có rất là nhiều cái biện pháp mà nhà nước ta đã và đang thực hiện để bảo vệ sinh vật, như là bảo vệ trồng rừng, cấm khai thác các khu rừng già, rừng đầu nguồn, xử lý nghiêm nếu mà vi phạm bị phát hiện, rồi cấm săn bắt động vật hoang dã này, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để bảo vệ các loài sinh vật này, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật. Như vậy là chương trình sinh học 9 thì kết thúc ở đây. Chúc các em làm bài tốt. Nếu có chỗ nào thắc mắc trong cái đề cương ôn tập của giáo viên ở trường thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì cô sẽ giải đáp cho các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sinh học 10 nhé. Chúc các em làm bài thật tốt để đạt được cái kết quả học tập thật cao về cái môn sinh học.